À, nhiều khi á, chúng ta càng muốn lại nhiều hơn nữa. Đó là chúng ta nói về cái pháp mà sám hối. Tới cái pháp thứ năm mà chúng ta tu tập theo Bồ Tát Phổ Hiền đó, tức là tùy hỷ công đức. À, từ khi mà các Đức Phật mới phát tâm cho đến khi phân chia xá lợi và chư Bồ Tát cho đến sáu nẻo bốn loài chúng sanh có bao nhiêu công đức, mình đều tùy hỷ hết. Tùy hỷ là mình vui theo, mình vui theo. Bởi vì cái pháp tùy hỷ này đó là trị cái bệnh tật đố ganh ghét. À, cái tâm của chúng sanh thường thường á, không muốn ai hơn mình hết á. Ai hơn thì không có chịu, muốn mình hơn. Cho nên Bồ Tát dạy chúng ta cái pháp á, tùy hỷ là luôn luôn vui theo những cái thành tựu của người, vui theo những cái tốt, cái thiện của người. Mà trước tiên á, là chúng ta tùy hỷ vui theo cái công đức của chư Phật, Bồ Tát. À, rồi mình vui theo những cái người là quen biết với mình, những cái người thân ở trong gia đình của mình có làm được một cái gì tốt, có thành tựu cái gì á, chúng ta đều là rất là vui tươi, rất là hoan hỷ. Xem như là sự thành tựu của người giống như là sự thành tựu của mình. Quý vị nhớ ở trong kinh Pháp Hoa cái phẩm gì? Tùy hỷ công đức, phải không? À, nói công đức của cái người mà nghe kinh Pháp Hoa rồi, rồi nói lại cho người khác, phải không? À, truyền ra bao nhiêu người đi nữa đó, mà cái, những người khác chỉ nghe rồi vui theo thôi, mà công đức đó còn hơn cả đem vàng bạc ngọc ngà châu báu đầy cả trái đất mà bố thí cũng không bằng. Là tại vì nếu mà ta vui theo, người ta thích, mà ta học được chánh pháp á, thì người ta đạt được cái trí tuệ kim cang bất sanh bất diệt, đạt được cái sự giải thoát giác ngộ cứu cánh, hay là giảng sanh thượng phẩm thượng sanh, thì tất cả của báo ở thế gian này không có cái gì mà sánh bằng cái công đức đó hết. Cho nên là chúng ta luôn luôn tu tập cái pháp tùy hỷ vui theo. Thở xưa có một cái ngọn đèn dầu, nó được thắp lên để soi sáng ở trong một cái căn nhà. Những người ở trong nhà đó nhờ cái ngọn đèn dầu đó mà được tỏa sáng, không có bị vấp ngã, nấu nướng, học hành vân vân. Thì ngọn đèn này á, nó rất là tự hào, cho rằng mình làm được nhiều cái điều lợi ích. Một đêm nọ, vô tình cái ngọn đèn nó nhìn ra ngoài cửa sổ, thì nó thấy cái mặt trăng ở trên trời tỏa sáng, tức là soi chiếu. Như vậy cái nó lấy làm ganh tị, nó nói với trăng: ánh sáng của tôi đó là sáng hơn ánh sáng của anh. Tôi giúp cho mọi người học hành nấu nướng, còn anh thì làm được gì? Mặt trăng vô tư mỉm cười đáp: mỗi vật đều có cái chức năng riêng, đều có cái công dụng riêng của nó. Anh không có nên so bì như vậy. Thì ngọn đèn thấy vậy càng lấn lướt, nói rằng là một mình tôi có thể chiếu sáng cả căn nhà, còn anh thì sao? Mặt trăng mới nhẹ nhàng đáp rằng: vậy anh thử chiếu cái đám cây, cái bụi cây đằng kia xem coi làm sao. Thì lúc đó cái ngọn đèn lập tức nó dùng hết cái ánh sáng của nó để nó chiếu vào cái bụi cây ở xa tích đằng kia, nhưng mà chỉ thấy lờ mờ thôi. Ngọn đèn quyết tâm không chịu thua, không cố gắng, nó bước ra ngoài để nó chiếu sáng trong bụi cây, thì bất thình lình một cơn gió thổi ập tới tắt ngụm cái ngọn đèn. Ở trong hư không rộng rãi thênh thang vô tận, mặt trăng vẫn lặng lẽ tỏa xuống thế gian những cái tia sáng dịu mát của mình, soi sáng cho những đứa bé trong thôn xóm chơi đùa bình yên,
Lúc đó bỗng nhiên có một cái giọng hát ngân nga lên rằng: đèn khoe đèn tỏ hơn trăng, đèn ra trước gió còn chăng hỡi đèn. Trăng trong sáng tỏ hơn đèn, riêng đèn khờ dại so bì với trăng. Thì quý vị thấy mỗi một vật ở trên thế gian này đều có cái công dụng, đều có cái công năng khác nhau, nhưng mà mỗi cái đều là hỗ trợ để tạo thành cái cuộc đời, gọi là vạn pháp nương nhau làm nên cuộc đời. Cái ngọn đèn nó có cái công dụng của ngọn đèn, mặt trăng nó có cái công dụng của mặt trăng, phải không? Rồi từ cái người thợ mộc, thợ hồ, từ cái người thầy giáo, phải không? Từ cái người quét đường lộ, từ những cái người làm công khó nhọc, rồi từ những cái người lãnh đạo quốc gia, mọi người đều có cái chức năng, đều có cái sự đóng góp riêng biệt. Cho nên chúng ta tùy hỷ đối với tất cả mọi người, ai mình cũng quý trọng, ai mà cũng thấy được cái đẹp, cái hay, thì như vậy là chúng ta đều là vui, đều là hoan hỷ đối với tất cả chúng sanh. Đừng nói với những người tu tập, đừng nói với những người trong đạo của mình, mà với những cái đạo khác, với những cái tôn giáo khác, hay là đối với tất cả mọi ngành, mọi nghề, mình đều quý trọng, mình đều biết ơn. Tại sao vậy? Có hạt lúa của người nông phu, mình mới có chén cơm để ăn, phải không? Có người dệt vải, mình mới có áo để mặc, phải không? Có anh thợ hồ thì mình mới có nhà để ở. Thì như vậy là mình đều cảm ơn và tùy hỷ đối với tất cả. Chẳng những là tùy hỷ với chư Phật quá khứ, mà còn tùy hỷ với Phật hiện tại, rồi tùy hỷ với tất cả mọi người, mọi ngành, mọi nghề. Đó là tùy hỷ với chư Phật vị lai. Thì như vậy hôm nay nói với quý vị là trong 10 cái hạnh nguyện thì chúng ta tìm hiểu được mấy rồi? Được 5 hạnh nguyện. Thứ nhất là chúng ta lễ kính, tôn trọng, quý kính chẳng những với chư Phật mà đối với tất cả những cái người trong gia đình của mình. Khen ngợi, xưng tán những cái hay, những cái đẹp của họ. Rồi chúng ta cúng dường chư Phật hộ trì tam bảo, thương xót những người nghèo khổ, và chúng ta sám hối những cái tội nghiệp của mình và quyết tâm sửa đổi, chứ không phải chỉ làm trên hình thức mà thôi. Cuối cùng là mình tùy hỷ vui theo, biết ơn đối với tất cả. Thì như vậy trong cuộc đời này chúng ta thực hành được cái hạnh nguyện của người Phật tử. Nếu làm được vậy thì cuộc sống của mình nhất định là an vui, nhất định là hạnh phúc. Chẳng những mình mà gia đình mình, chẳng những gia đình mà xã hội, chẳng những xã hội mà cùng khắp cả thế giới chúng sanh, tất cả đều được thấm nhuần trong cái hạnh nguyện của người Phật tử. Cuối lời Minh Thành ngưỡng nguyện 10 phương tam bảo Long Thiên hộ pháp âm thầm gia hộ cho Thượng Tọa trụ trì và tất cả chư tăng. Nơi đây mãi mãi là ngọn đèn Bát Nhã, soi sáng cho tất cả chúng sanh thấy rõ con đường về bến giác. Kính chúc tất cả quý Phật tử tinh tấn tu tập, thấy được sự an lạc chân thật trong ánh sáng của Đức Như Lai. Nam Mô A Di Đà Phật.